này là bà coi hả? Bà coi mấy tháng trăm trăm mấy cánh bông đầu bông gối chùm trắng điểm đen chùm trắng điểm đen chùm trắng điểm đen của em màu trắng đen bên kia là một em mái rất hung dữ nó là nhỏ mà thả con nào vô nó cắn chạy hết con. Rất là hung dữ chân đen chân con em này những chú gà này mình lựa đó làm giống thôi rồi nó chắc là có bốn tháng bốn tháng tuổi chân đen chân vuông chân trắng vuông lem đen chân trắng vuông lem đen mỏ đen ở đầu mỏ trắng ha đây nhận ướt bông trổ bông một trổ ô trổ em nè cũng mấy tháng trầm trầm ha dọc bà coi nhìn em đây là chắc chắn là dòng ôm đấm đó không phải dòng cưa đề dòng quấn trói ôm đấm mình nuôi lâu quen cái mấy con gà mà dòng cưa đề còn nó khác hả còn ổng lên cái cầm cầm cái đầu xuống nha em kêu cũng là dòng máy quấn trói ôm đấm chân trắng lem đen chân vuông trắng lem đen em này thì ba hàng giấy với ba hàng ba hàng vậy một trong những em được điểm danh thôi mới điểm danh đâu vào hàng làm có trống giống hả làm trống giống em kia là chắc chắn được một suất làm máy em máy giống ông hùng lắm hùng lắm đó đồ vô là ổng hùng chưa không lò cái đầu ra là ổng đồ dớt liền hả ổng phù một cái đầu gà lên rồi máy mà gờ thiệt đó cắn đầu cổ luôn nhỏ cắn bay đầu bay cổ thẹo luôn ơ đầu thật sự là một cái máy móng lửa ok.